Chào các bác nhá, là em Dũng Phú Hoàng Phát đây. Bên em hôm nay sẽ đóng gói một cặp bình. Thân bình cao 1m67, đường kính 52, họa tiết là tứ cảnh được đắp nổi nha các bác nhá. Như các bác đang nhìn này, phần này là phần tứ cảnh đắp nổi của mùa xuân này, với tông đào phú quý này, đông này, thu này. Đấy, phải do họa tiết được đắp vô cùng là cẩn thận các bác nhá. Đây là dòng men dạ đắp nổi, đắp rất là cao cấp. Đây là mùa hạ này, với cành trúc này, hoa sen này. Phía trên cổ có họa tiết lá dừa rất là sắc nét các bác nhá. Rất sắc nét luôn, tất cả đắp bằng tay. Thì đôi này bên em sẽ vận chuyển qua Viettel các bác nhá, vận chuyển chuyển phát cho các bác. Thì các bác yên tâm là bên em phải vận chuyển đến nơi, nhận hàng, kiểm tra hàng với thanh toán. Các bác vô cùng yên tâm nhé. Trước khi bên em giao hàng thì bên em đều quay tất cả những cái phần chi tiết của sản phẩm. Nên các bác nào ấy mà đang cần tìm các đôi lục bình, hàng tâm linh phong thủy, cần địa chỉ uy tín để có thể chọn được cho mình đôi lọ tiền của Hoàng Phát bên em nhé. Rất mong các bác bấm follow em để bên em có ra video mới các bác xem ngay. Xin chào các bác.